khán giả, quý thầy cô và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hoàng Phương Nhi. Em đến từ chi đội 3D trường tiểu học Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Các bạn ạ, đây là thư viện xanh của trường mình đấy. Tại đây chúng mình có thể tìm đọc những cuốn sách hay đấy các bạn ạ. Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa vạn năng mở cánh cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Sách thắp sáng cho ta nguồn tri thức vô biên, dạy chúng ta biết sống có ích và sống có lý tưởng. Có thể nói, sách là người bạn tâm giao, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn sâu kín trong chúng ta. Trong thế giới hiện nay, có rất nhiều sách hay, ý nghĩa, khiến bạn yêu thích. Sách mang lại lợi ích cho em là sau mỗi giờ học căng thẳng, em thường ra thư viện, chọn cho mình một cuốn sách để thư giãn sau những giờ học. Mỗi chúng ta cần phải học hỏi và tích lũy thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng cho bản thân mình. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người cuốn sách được mang tên Kỹ năng tự bảo vệ cho mình của nhà xuất bản Thanh Niên, ấn hành năm 2020. Cuốn sách gồm 4 chủ đề chính: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tinh thần, kỹ năng tự lập, kỹ năng tự bảo vệ mình. Cuốn sách Kỹ năng tự bảo vệ mình do nhà xuất bản Thanh Niên biên soạn Bùi Sao là cuốn sách em muốn giới thiệu với mọi người. Cuốn sách gồm tất cả 52 trang. Bìa cuốn sách là hình ảnh em bé và mọi người. Màu chủ đạo là màu xanh nhạt. Khổ sách có kích thước 20x23cm. Cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất là lời giới thiệu, phần thứ hai là nội dung và phần thứ ba là mục lục. Ở phần giới thiệu, tác giả đã giúp chúng ta hiểu được các thói quen tốt, sinh hoạt lành mạnh, giúp chúng ta tự tin và tự lập hơn. Cuốn sách Kỹ năng tự bảo vệ mình. Cuốn sách gồm 20 bài tập kỹ năng giúp chúng ta có các kỹ năng tự bảo vệ mình. Nội dung ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu, tranh vẽ minh họa, thú vị và dễ dàng tiếp thu thông qua các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, giúp chúng ta tự tin và tự lập hơn. Các bạn ơi, các bạn có biết tại sao chúng ta phải bảo vệ sức khỏe trước khi ăn uống không? Vậy thì chúng mình cùng tìm hiểu qua bài mười một bảo vệ sức khỏe trước khi ăn uống nhé. Trước khi ăn uống không nên ăn đồ ngọt, vệ sinh bát đũa sạch sẽ, nhớ kỹ phải rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Ăn ngay thật kỹ rồi mới nuốt. Nhớ kỹ phải ăn thật nhiều rau xanh vì rau cung cấp vitamin và dưỡng chất cho cơ thể chúng ta. Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vậy nên chúng ta phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế trên ứng dụng nCoV. Chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng đại dịch Covid-19 này nhé. Và phần cuối là phần mục lục sách được tác giả khái quát ghi tên các kỹ năng và đánh số trang để người đọc dễ tìm các kỹ năng mà mình yêu thích. Đọc xong cuốn sách Kỹ năng tự bảo vệ mình, em cảm thấy đã học được rất nhiều kỹ năng cho bản thân mình cũng như sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình mong các bạn sẽ đến thư viện nhà trường hoặc thư viện xanh để chọn những cuốn sách hay, ý nghĩa để đọc. Sau những giờ học tập, em lại ra thư viện xanh, thư viện nhà trường, phòng đọc để tìm những cuốn sách hay, lý thú, bổ ích để chúng em có những phút giây thư giãn sau những giờ học tập. Thư viện xanh trường em được xây dựng dưới các tán cây với những tủ sách được bố trí hợp lý, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên để giúp chúng em có tinh thần thoải mái, dễ dàng trao đổi tri thức để giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Còn tại thư viện thân thiện, sách được phân loại ra và được trưng bày trên kệ để chúng em dễ dàng tìm sách để đọc, có đủ không gian để chúng em hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm. Thư viện trường có đủ các loại sách giáo khoa, sách bài tập, sách nâng cao, tài liệu của thầy và trò để tham khảo tìm hiểu. Qua những buổi sinh hoạt của thư viện, tình cảm giữa thầy và trò thêm gắn bó, không khí trường học trở nên sôi nổi, sống động hơn. Mình có một thông điệp muốn gửi tới các bạn, đó là sách chính là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống. Còn bây giờ đã đến lúc mình phải chào tạm biệt các bạn rồi. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế chống dịch Covid-19 nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.